Những tin đồn rò rỉ về Longlegs Steve, Steve chân dài đã xuất hiện cách đây một thập kỷ. Dấu tích về sự tồn tại của nó vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Hàng loạt các video rải rác khắp mạng xã hội về Steve chân dài. Tuy nhiên, đoạn ban bạn sắp xem là một trong những video gốc bị rò rỉ chân thật nhất về Steve chân dài. Bạn đã thật sự sẵn sàng chưa nào? Hãy đi lấy tai nghe và đồ ăn yêu thích. Chúng ta bắt đầu được chứ? Người chơi bắt đầu ghi hình khi anh sinh tồn cách đây vài phút. Tuy nhiên, trời bỗng tối một cách khó hiểu. Anh có một chút hoang mang, không còn cách nào khác. Anh đã trở về nhà và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau là một buổi sáng tĩnh lặng và đầy sương mù. Có lẽ người chơi xây nhà ở một chân núi nhỏ. Anh chợt nhận ra có gì đó khác lạ. Anh tiến đến và phát hiện có một vài khối đất bị phá vỡ. Dẫu rằng anh đã không làm gì trước đó cả, điều này ngay lập tức khiến người chơi lo lắng. Anh chậm rãi quan sát xung quanh xem ai đã phá hủy nó. Trong tiềm thức, anh thừa biết mình chơi đơn, có lẽ do kỹ tính chăng. Cuộc điều tra nhanh chóng thất bại, anh đã phớt lờ nó và sau đó tiến hành đào đất, tìm khoáng sản bên dưới những tảng đá vững chắc. Anh tìm thấy than rồi lên mặt đất chặt gỗ. Anh đã có đủ nguyên liệu rồi, anh sắp sửa chế tạo những ngọn đuốc thắp sáng vào ban đêm. Có lẽ một phần nó sẽ giúp anh quan sát vào vùng sương mù u ám này. Ngày sau đó, anh lặng lẽ bước chân vào hang động gần nhà với chút hy vọng rằng sẽ tìm được kha khá tài nguyên. Cơ mà anh thật xui rủi. Không lâu sau đó, anh hái mầm rồi tiến ra bên phải ngôi nhà để bắt đầu một nông trại nhỏ, vì nơi đây có sẵn một ít nước và vài chú gà bé bỏng. Nhưng điều mà người chơi thật sự bối rối lúc này, tại sao sương mù vẫn dày đặc và không có dấu hiệu giảm dần, dấu rằng trời đã sáng cách đây không lâu. Anh dần dần đưa đẩy bản thân mình ra khỏi phạm vi của ngôi nhà. Có vẻ như anh đang muốn tiến sâu vào rừng để khám phá ra sự thật đằng sau lớp sương mù này thì... Hoa mắt hay ảo giác? Anh dường như nhìn thấy ai đó ở chân núi nhỏ. Đây là thứ mà camera hàng trên bắt được. Nó khiến anh chết lặng. Anh bắt đầu cảm thấy lạnh ở vùng sau gáy và mồ hôi lăn trên gò má. Nó như thể buộc anh phải tiến vào rừng sâu vì sự tò mò. Cơ mà bầu không khí thật ớn lạnh. Không kìm được cảm xúc sợ hãi, anh đã chạy thật nhanh về nhà và khóa chốt cửa lại, rồi lặng lẽ quan sát xung quanh trong sự sợ hãi tột độ. Không thấy bất kỳ động tĩnh nào, người chơi bắt buộc phải ra bên ngoài để tiếp tục công việc. Nhưng ngay lúc này, mọi hành động của anh có vẻ chậm chạp và khá tập trung. Anh lo sợ chứ, tôi hiểu mà. 5 phút sau, màn đêm nhanh chóng phủ xuống và bao trùm lấy đồi núi nhỏ nơi anh sống. Anh tranh thủ từng phút giây để khai thác những khoáng sản, vì cả buổi sáng nay anh đều trú ẩn trong nhà mà. Bất chợt, anh có linh cảm không lành, sống lưng chợt se se lạnh. Anh nhận ra điều tồi tệ sắp kéo đến. Anh muốn về nhà thì... Anh không thể tin vào mắt mình, sinh vật ấy thật sự tồn tại, anh không nhìn nhầm được. Nó vẫn đứng đó và quan sát anh, nó không rời đi mà bất động tại chỗ như một bức tượng khổng lồ. Anh muốn tìm cách thoát ra khỏi nơi đây, bên trong là ngõ cụt. Bất thình lình, nó đã biến mất và mở đường cho anh trở về nhà. Anh cảm thấy bất an. Ngay sau khi lên được mặt đất, người chơi vội vã chạy thẳng vào nhà. Anh nhanh chóng ngủ để trời sáng thì...
Nhưng khác mọi lần, giờ đây anh đã sẵn sàng liều mạng để tìm thứ quái quỷ đó với mục đích cao cả là ghi màn hình lại rồi gửi cho Mô Chan xử lý. Anh tìm mọi ngóc ngách gần khu vực mà lần đầu tiên anh thấy nó, nhưng có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất của anh. Không lâu sau đó, anh vẫn không thể tìm ra nó, nhưng vấn đề là anh đã lạc trong hang động tối tăm này rồi. Không còn cách nào khác, anh vẫn tiếp tục quyết định tìm nó với chút sự gan dạ còn sót trong người. Vài phút sau, vì không thể nào tìm ra sinh vật chân dài ma quái ấy, anh đã đổi ý tìm đường trở về nhà. Bầu không khí bắt đầu lặng thinh, gió không còn thổi nữa, âm thanh của giọt nước nhỏ giọt ve vãn xung quanh tai anh cho đến khi anh tìm được thứ này. Ok, vậy là chúng ta đã cùng nhau xem qua về Long Legs Steve, Steve chân dài. Bạn nghĩ sao về thực thể này? Tại sao cho đến bây giờ nó vẫn lang thang trong overworld của người chơi đơn? Đừng quên comment cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và chúc các bạn một ngày tốt lành nhất.